Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một cái video giới thiệu tới mọi người đôi đèn gầm của Kia Morning 2008. Đèn gầm của Kia Morning 2008 hay còn gọi là đèn cản trước của Kia Morning 2008. Mã phụ tùng của nó là 9220107500, 9220207500. Tuy nhiên, hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người đây là đôi đèn gầm là hàng liên doanh. Em đọc mã phụ tùng để mọi người có thể check xem là có đúng với cái phụ tùng mình cần hay không. Đây, mọi người nhìn tổng quan phía bên trong của đôi đèn. 4 tai bắt ốc. Cái đèn gầm này thì nó liền bóng luôn nha anh em. Nó có bao gồm hai vế, vế L và vế R, tức là vế trái và vế phải, tức là bên lái và bên phụ đấy. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.